Đức Phật luôn khuyên chúng ta không nên nóng giận, bởi cơn giận chính là liều thuốc độc giết chết bản thân mình. Cùng xem lời Phật dạy cách kiềm chế cơn giận ra sao, để luôn làm chủ được cảm xúc, bình yên, vui sống mỗi ngày, và cũng là tiêu trừ được rất nhiều ác nghiệp của bản thân. Thứ nhất, vì sao Đức Phật khuyên nên hạn chế nóng giận? Tức giận là một cơ chế phản xạ của con người khi đứng trước một sự việc không như ý. Tuy nhiên, việc tức giận quá mức sẽ dẫn đến ức chế tinh thần, khi không kiểm soát được, ắt sẽ bộc phát, gây ra những hành động sai trái. Trong giáo lý nhà Phật, nóng giận luôn là một hành vi không bao giờ được khuyến khích, dù rằng bộc lộ cử chỉ phẫn nộ nhiều khi có thể làm dịu bớt sự bực bội trong lòng. Nhưng chung quy, nóng giận sẽ đem lại phiền não cho người giận cũng như cho người bị giận. Đức Phật luôn khuyên mọi người chúng ta không nên nóng giận, cho dù có lý do chính đáng hay không chính đáng, hợp lý hay không hợp lý. Chỉ biết rằng khi nóng giận, tâm con người chắc chắn không đủ để kiểm soát hành vi và ngôn ngữ. Phật nói, hãy từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với các người. Hỷ nộ ái ố là những cung bậc cảm xúc ai rồi cũng sẽ phải trải qua trong đời. Tất nhiên, khi đứng trước những bực dọc muộn phiền, con người ta sẽ rất khó nở một nụ cười mãn nguyện. Là những người bình thường ăn ngũ cốc, trạng thái tinh thần của chúng ta chắc chắn bị ảnh hưởng bởi tình cảm và ham muốn. Được bộc lộ cảm xúc là nhu cầu chính đáng của tất cả chúng ta. Nhưng cũng nên có sự tiết chế, nhất là trong cuộc sống rất nhiều cảm xúc. Thứ khiến con người tổn thương nhất đó là sự tức giận. Tức giận là một thứ tập khí thuộc căn bản phiền não lâu đời. Nó là một trong ba thứ có gốc rễ sâu xa trải qua từ vô lượng kiếp là tham, sân, si. Trong kinh thường gọi ba thứ này là tam độc, là nguyên nhân khiến con người tạo nghiệp bất thiện để rồi trôi lăn mãi trong luân hồi sanh tử. Mục tiêu chính yếu của giáo lý đạo Phật là diệt trừ phiền não và mọi khổ đau. Nên Phật đã lưu ý đến việc khuyên chúng sinh từ bỏ nóng giận, vì đó là nguyên do tạo ra phiền não. Không giận hờn là giữ được bình tĩnh trước những cảnh trái ý nghịch lòng. Giận hờn là tính xấu tai hại, chẳng khác ngọn lửa tàn bạo đốt cháy cả người giận lẫn những người xung quanh. Kinh Hoa Nghiêm có câu: nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Có nghĩa là một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Hay câu khác như: nhất sân chi quả, năng thiêu dạng khoảng công đức chi sơn. Tức là lửa giận hờn một khi đã phát ra có thể đốt cháy và làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức. Khổng giáo cũng nói: nhẫn nhất thời chi khí, miễn bá nhật chi ưu. Có nghĩa là dằn được cơn giận trong một lúc thì khỏi ưu phiền cả trăm ngày. Bao nhiêu phiền não xảy đến đều do ta chẳng biết dằn cơn giận mà ra. Phật khuyên ta nên lấy lòng từ bi và tính ôn hòa để thắng phẫn nộ. Đồng thời ta còn phải thận trọng lời nói, giữ gìn ngôn ngữ cho nhẹ nhàng, đúng đắn và không bao giờ nên thốt ra những lời nặng đề, thô lỗ, làm đau lòng người khác. Lời Phật dạy rằng, ta nên bày tỏ nỗi khổ của ta một cách chân tình và thật thà với người mà ta đang giận. Có như thế mới có cách giải quyết vấn đề. Điều khó nhất là diệt trừ phẫn nộ ngay từ trong tâm. Khi tâm ta không còn nghĩ đến giận hờn, thì tự nhiên cơn phẫn nộ sẽ không bộc phát. Và khi tập được tính không giận hờn, thì ta có được đức tính nhẫn nhục cao quý. Ta sẽ dùng tình thương và lòng bao dung
để đáp lại mọi trường hợp mà người phàm tục cho là đáng giận, trong những lúc họ tranh giành phải trái hơn thua với nhau. Cơn giận chính là liều thuốc độc giết chết chính bản thân mình. Đó là lý do Đức Phật luôn khuyên chúng sanh cần học cách kiềm chế và bỏ qua cơn nóng giận. Thứ hai, Phật dạy cách kiềm chế cơn giận. Ngày xưa, tôn giả Ananda hỏi Đức Phật tại sao trên thế gian có người học Pháp mà bị bất hạnh. Đức Phật trả lời, một trong những nguyên nhân là do họ sân hận và thường nổi nóng, nói xấu người khác. Trong Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán có nói rằng, tổn hại do sân hận gây ra còn hơn cả một cơn bão bất ngờ. Dù có là Phật Như Lai cũng không thể cứu giúp được. Phật dạy cách kiềm chế cơn giận vốn rất đơn giản. Hãy nhẩm ba câu này trong tâm, cơn giận của bạn sẽ nguôi ngoai ngay lập tức. Câu đầu tiên đó là giận là tự hành hạ mình. Người xưa có quan niệm rằng giận dữ hại thân, và khoa học hiện đại cũng đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi con người tức giận, các chức năng cơ thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Khi chúng ta tức giận, nhất là khi tranh cãi với người khác, bạn có thể sẽ cảm thấy đau ở xương sườn. Nhiều người khi cảm xúc bộc phát quá mạnh mẽ, thậm chí sẽ cảm thấy khó thở và phổi như sắp nổ tung khi cơn giận ập đến. Về mặt sinh lý, tức giận khiến tim đập nhanh hơn, mặt nóng đỏ hơn, các cơ căng lên, cơ thể có xu hướng co quắp, rất dễ dẫn đến co rút hoặc nhồi máu cơ tim, tai biến hoặc đột quỵ. Trên thực tế, đây là những lời cảnh báo của cơ thể tới bạn, nhắc nhở bạn không nên nóng giận. Về mặt tâm lý, tức giận khiến bạn có thể bị trầm cảm, tự ti, mất tự trọng, tâm hồn bị chính mình làm tổn thương, có thể dẫn đến việc sử dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá, thậm chí là cả ma túy, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình và cả xã hội. Đạo Phật cho rằng, giận dữ không mang đến lợi ích gì, vì nó gây ra nhiều khó khăn trong đời này và tạo nghiệp bất thiện, để rồi kéo theo kết quả khổ đau trong những kiếp sau. Giận cũng làm tâm trí mù mờ, lú lẫn, khiến chúng ta không thể nhận thức một cách thấu đáo các pháp ngay trong thực tại. Vì vậy mà không thể đạt được giải thoát và giác ngộ. Tại sao có những người rất dễ nổi nóng, trong khi những người khác thì lại không? Phải chăng vì nghiệp quá khứ của họ quyết định như vậy và chúng ta không thể can thiệp được gì? Khi nghiệp trổ quả, người ta có khuynh hướng làm lại những việc giống như những gì mình đã gieo. Kết quả này của nghiệp có thể hiện hành khi con người nghiêng về những suy nghĩ bất thiện hay bộc lộ cơn giận thông qua việc làm tổn thương người khác bằng hành động hay lời nói. Có nhiều người tự ngụy biện rằng mình sinh ra đã nóng tính nên thường thể hiện cảm xúc giận dữ là điều bình thường. Nhưng Đức Phật đã dạy các phương pháp để chuyển hóa cơn giận và tịnh hóa những nghiệp xấu do cơn giận gây ra. Vì vậy không có lý do gì để nói rằng bạn sinh ra đã là như thế và chẳng thể thay đổi được gì. Cơn giận cũng gián tiếp hoặc trực tiếp làm rạn nứt, đổ vỡ một mối quan hệ dày công xây dựng, vun đắp bằng cả chân thành. Người phải chịu sự tức giận có thể bị tổn thương tâm hồn hoặc có thể coi bạn bè là kẻ thù, sẵn sàng đấu tranh, lập ra những kế hoạch báo thù. Hiển nhiên lúc này, không chỉ người tức giận, mà ngay cả người bị nhận những cảm xúc tiêu cực đó cũng có khả năng phải bị đẩy gần hơn đến ranh giới của tâm hồn ma quỷ La Sát. Trong lúc bị tức giận chi phối, con người thường không kiểm soát được bản thân mình, dẫn đến những hành động nóng vội sai lầm, khiến bản thân phải ân hận, đau khổ, thậm chí là phải dằn vặt đến hết cuộc đời, và
có tác động tiêu cực đến cuộc sống của những người xung quanh. Đức Phật đã dạy, trong tâm hồn con người luôn tồn tại song song nhiều hạt giống đang chực chờ nảy nở sinh sôi. Hạt giống tức giận, hạt giống tham lam, hạt giống từ bi, hạt giống hòa nhã, hạt giống hỷ xả, hạt giống hòa ái, nhã nhặn. Người nào có hạt giống tức giận nhiều hơn sẽ trở thành một người hay tức tối, bực dọc, giận hờn, và ngược lại. Hạt giống nào thường xuyên được tưới tắm, nuôi dưỡng, ắt sẽ sinh sôi, nảy nở tốt hơn. Hạt giống nào không được chăm bón sẽ yếu dần đi. Câu thứ hai, người khôn không giận. Điều tiếp theo Phật dạy cách kiềm chế cơn giận là hãy luôn nhẩm trong đầu câu nói, người khôn không nóng giận. Đức Phật nói rằng, tất cả chúng sinh đều đau khổ. Từ vô thỉ, chúng sinh trong sáu cõi đều bị vô minh ngăn trở, tâm mê mờ, nhận giả là thật. Vì vậy, tất cả mọi người và mọi vật, cũng như chúng ta, đều là những người bình thường bị che mắt. Nổi giận chẳng những không giải quyết được bất bình, mà còn trở thành một trở ngại mới. Trong cuộc sống, chuyện tốt không phải lúc nào cũng đến với bạn, và không phải chuyện tốt gì cũng suôn sẻ. Vậy nên, khi mọi chuyện không được như ý, bạn phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Đừng tức giận, than vãn. Bạn có thể buồn, nhưng chỉ được một chút thôi. Napoleon từng nói, một người có thể kiểm soát cảm xúc của mình vĩ đại hơn một anh hùng chiến thắng một thành phố. Mọi người đều sẽ trải qua mọi bất hạnh và thử thách trong cuộc sống, hoặc là bạn bị thất bại nhất thời làm cho gục ngã, hoặc là bạn đối mặt với nó một cách tích cực rồi vượt qua nó. Chỉ khi có đủ tập trung và sức bền trong cuộc sống, đối mặt với những khó khăn vất vả từ thế giới bên ngoài, không ngừng tích lũy năng lượng tích cực, nâng cao năng lực và rèn luyện sở trường của bản thân, thì con người mới có thể vững như cây tùng cây bách, có thể chống chọi với bão tố của cuộc đời. Cây tùng và cây bách đứng hiên ngang trên đỉnh núi, và khi cơn bão quét qua, hai loại cây này uốn cong thân mình theo gió để không bị gió làm gãy. Cuộc sống áp lực khiến chúng ta đôi lúc sẽ rơi vào trạng thái cáu giận hay bực tức, và khi đó thường ít khi suy nghĩ thấu đáo về những quyết định hay hành động tiếp theo của mình, nên dễ mắc sai lầm dẫn đến những hành vi tổn thương cho người khác và cho chính bản thân mình. Người trưởng thành nên biết có một loại khôn ngoan gọi là không tức giận. Cuộc sống này thiên biến vạn hóa, hoàn cảnh luôn thay đổi. Một người khôn ngoan, chân chính có thể giữ bình tĩnh khi xảy ra sự việc, không tức giận, không suy nghĩ buông bỏ, không hỗn loạn, không vướng mắc, duy trì tâm thái bình yên, có thể thoát ra khỏi mây mù và bước tiếp. Cổ nhân xưa đã dạy, lời giận trong lòng không nói ra cũng chẳng phải do khiếp sợ, mà là người biết suy trước nghĩ sau, tâm điềm ý đạm. Chỉ những người khôn ngoan, hiểu chuyện mới xử lý cơn tức giận của mình bằng những cách này. Không ai giăng buồm trong cơn bão. Người khôn ngoan hiểu rằng khi tức giận càng phải giữ mồm giữ miệng. Một lời nói ra không thể rút lại. Lời khi tức giận như hòn đá nặng quăng vào người khác, vừa khiến người khác tổn thương, vừa làm hại chính bản thân mình, nên càng cần phải suy xét cẩn thận. Những gì bạn không muốn nghe thì cũng đừng dành để nói cho người khác. Tu dưỡng đạo đức bắt nguồn từ tu khẩu. Tâm sáng, ắt sẽ biết nghĩ tới cảm nhận của người khác mà lựa lời hay. Người có sự tu dưỡng, may mắn ắt sẽ tự tìm đến. Câu thứ ba, tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Câu nói tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng, vốn bắt nguồn từ giai thoại thú vị
giữa đại thi hào Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn sống vào khoảng thời Tống cuối thế kỷ 11. Ông Tô Đông Pha là một thi sĩ danh tiếng, không chỉ là một nhà thơ mà còn là nhà nghiên cứu Phật học rất uyên bác. Ông rất tự hào về văn sĩ, thư sĩ và cả hiểu biết Phật học của mình. Ông giao thiệp với thiền sư Phật Ấn, hai người rất thân thiết và thường trao đổi Phật học với nhau. Vào một ngày kia, ông qua thăm ngài Phật Ấn. Vì Phật sự nên ngài Phật Ấn không có ở chùa. Ông chờ đợi rất lâu nên làm bài thơ. Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoạn tỏa tử kim liên. Tạm dịch là: cúi đầu đảnh lễ pháp dương, mười phương tỏa sáng hào quang, tám gió thổi tâm không động, ngồi nghiêm trên đóa sen vàng. Bát phong có nghĩa là tám ngọn gió thổi rất mạnh, làm cho cuộc sống con người bị xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống. Nếu con người không bị tám ngọn gió này làm dao động thì cuộc sống rất bình thường. Tám ngọn gió này gồm: thứ nhất lợi, lợi lộc; thứ hai suy, tức là hao tổn; thứ ba hủy, tức là chê bai, chỉ trích; thứ tư dư, có nghĩa là gián tiếp khen ngợi người; thứ năm xưng, là trực tiếp ca tụng người; thứ sáu là cơ, dựng sự việc giả dối để nói xấu người; thứ bảy khổ, tức là gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách khổ não; thứ tám lạc, tức là gặp được duyên tốt thuận cảnh, thân tâm vui vẻ hân hoan. Con người thường dao động, thể hiện cảm xúc vui buồn rõ rệt trước những hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc sống. Khi được lợi thì vui mừng hớn hở, ngược lại khi bị mất mát tổn hại suy thì buồn bã tiếc nuối. Khi bị chê bai, chỉ trích, quỷ, cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi được khen ngợi, dự thì vui thích hài lòng. Khi được mọi người xưng tán tung hô, xưng thì hả hê, ngất ngây hạnh phúc. Ngược lại, khi bị chế giễu, du khống, cơ thì hậm hực bức xúc không yên. Khi những điều không như ý ập đến khổ thì đau khổ thở than. Và ngược lại, khi mọi việc đều thuận lợi như ý lạc thì mừng rỡ, vui vẻ. Cuộc sống của con người chẳng mấy khi được bình an, vì luôn bị tám ngọn gió này chi phối. Do vậy, muốn thiết lập hạnh phúc và an vui trong đời sống, chúng ta phải giữ vững tâm ý khi tiếp xúc đối diện với tám ngọn gió này. Theo Kinh Phật, ngày xưa, có một người Bà La Môn, hôm ấy tâm tình không tốt nên đến chỗ Đức Phật ở, chỉ vào mũi Đức Phật mà nói những lời tục tiểu. Khi ông ta đã bình tĩnh lại một chút, Đức Phật hỏi ông ta: nếu ông cho người khác một vật gì đó mà người kia không nhận, thì vật ấy có còn là của ông không? Người Bà La Môn nói: dĩ nhiên là còn. Đức Phật nói tiếp: vậy thì tôi không chấp nhận sự xúc phạm của ông. Bây giờ người này mới cảm thấy xấu hổ không thôi. Điều khó nhất là diệt trừ hận thù từ trong tâm. Khi không còn nghĩ đến tức giận, tự khắc cơn nóng giận sẽ nguội dần. Ta sẽ dùng tình thương và lòng bao dung để đáp lại mọi trường hợp mà người phàm tục cho là đáng giận, trong những lúc họ tranh giành phải trái hơn thua với nhau. Hãy luôn nhớ rằng, dứt bỏ được nóng giận hơn thua, cuộc đời sẽ tự nhiên thanh thản và dễ chịu hơn rất nhiều. Đi tu là đi đâu? Nhiều Phật tử hỏi, đi tu là đi đâu? Nghe có vẻ dư thừa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này. Vì thực tế cho thấy rằng, có những người sau khi xuất gia rồi không biết mình nên làm gì. Có người ở chùa mấy mươi năm mà không ý thức được mình đang ở đoạn đường nào trên con đường mà mình đang đi. Trong bài viết nhỏ này, người viết xin ôn lại một vài lời dạy của Đức Phật,
như một gợi ý để nhắc nhau tu hành trong thời đại phức tạp này. Ngày nay, một người sau khi cạo tóc xuất gia thường được thầy tổ gửi vào các trường Phật học để học. Cứ như thế, học hết trường này đến trường khác. Có người học xong các chương trình Phật học rồi thì theo học các trường bên ngoài. Sau khi học xong, một số người trở thành giảng sư, một số đi dạy ở các trường Phật học, một số người thì tổ chức làm những việc khác như từ thiện, tổ chức phóng sinh, và một số thì hầu như thất nghiệp, không có việc gì để làm. Có lẽ vì vậy mà nhiều tăng ni đã theo học hết trường này đến lớp khác. Họ rất sợ không còn lớp để học, vì hình như ngoài việc đi học ra, họ không còn biết làm gì. Học cho hết thời gian, những cách học và làm việc trên đây, thật ra không có việc nào gọi là tu đúng nghĩa, không phải là cốt lõi của sự tu hành theo lời Phật dạy. Muốn biết cốt lõi của Phật giáo là gì, ta hãy quay trở lại cội nguồn ban đầu của Phật giáo thì rõ. Bản thân Đức Phật và những đệ tử của Ngài khi đó đi tu đều vì mục đích được giác ngộ và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Việc truyền bá chánh pháp chỉ thực hiện sau khi đã giác ngộ, đã chứng được một trong bốn quả thanh văn, hay chí ít cũng đã nắm được pháp môn tu và hưởng được phần nào hương vị giải thoát. Chính vì chủ trương như thế nên Đức Phật còn tại thế. Người nào sau khi xuất gia cũng tập trung vào việc tu tập để chứng quả và coi đó là bổn phận duy nhất của mình. Và đây là lý do vì sao vào thời Đức Phật số người chứng quả rất nhiều. Rõ ràng, cốt lõi của việc tu hành trong đạo Phật là để giác ngộ và giải thoát, chứ không phải bất cứ cái gì khác. Đọc Kinh Tạng, Nikaya và A Hàm, chúng ta thấy có rất nhiều bài kinh nói về mục đích tối cao mà các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, và điều thống nhất một mục tiêu duy nhất là đoạn trừ sinh tử, như được ghi trong kinh Sela thuộc Trung Bộ Kinh. Rồi tôn giả Sela với hội chúng sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm cần mẫn. Và không bao lâu, tôn giả chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự chứng đạt và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không còn đời sống khác nữa. Vị này biết như vậy và tôn giả Sela với hội chúng trở thành các vị A-la-hán. Đặc biệt trong tiểu kinh, ví dụ loại cây thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng về mục đích của xuất gia, về cốt lõi của tu hành. Này Bà La Môn, dĩ như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, và tưởng rằng đó là lõi cây. Một người thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Và người này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Trong đó, lời dưỡng tôn kính danh vọng là cành lá, giới đức là vỏ ngoài, thiền định là vỏ trong, tri kiến là giác cây và tâm giải thoát bất động là lõi cây. Đức Phật chê trách những ai tu hành vì để đạt được lời dưỡng tôn kính danh vọng, giới đức, thiền định, tri kiến và tuyên bố rằng đó đều không phải là mục đích của chân chính, và tuyên bố rằng đó đều không phải là mục đích chân chính của người vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và Ngài kết luận rằng
Như vậy, này Bà La Môn, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến. Và này Bà La Môn, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, và lõi cây của phạm hạnh là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Tâm giải thoát bất động chính là giải thoát khỏi phiền não, khổ đau của cuộc đời, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, và đó mới là mục đích tối cao của việc xuất gia. Đọc lại những lời dạy của Đức Phật, nhìn lại chúng ta ngày nay như thế nào? Chúng ta đã đạt được hay có ý muốn đạt được lõi cây chưa? Chỉ e là ngay cả giác cây vỏ trong vỏ ngoài cũng không có, mà chỉ có các cành lá, tức là chỉ có lợi dưỡng, cung kính, danh vọng mà thôi. Chúng ta đạt được cái điều thấp nhất mà Đức Phật chê trách. Ấy vậy mà không ít người khi có những điều đó lại rất tự hào, rất hãnh diện. Chúng ta không biết hoặc đã quên đi cốt lõi của việc tu hành. Ngày nay, chúng ta không khó bắt gặp những người chỉ mới làm được một số việc như từ thiện, thuyết pháp, dẫn chương trình, đưa tin tức Phật sự, tập hợp được một tín đồ được danh tiếng, cung kính, cúng dường, được cử làm chức vụ trong giáo hội thì liền quan hỷ tự mãn, khen mình chê người, rằng ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ kheo khác ít được biết đến, ít có quy quyền. Rõ ràng chúng ta đã bám víu vào cái mà Đức Phật dạy chúng ta phải từ bỏ. Chúng ta đã bị lạc đường rồi. Cho nên, càng đi, chúng ta đã xa rời với lý tưởng thực sự của người tu. Những người lạc quan cho rằng, Phật giáo Việt Nam hiện nay đang rất phát triển vì làm được nhiều việc, có nhiều tín đồ theo. Tôi thì không nghĩ vậy. Ngược lại, tôi cho rằng, chính những cái mà ta cho là phát triển đó lại là biểu hiện của một sự thiếu hụt bên trong. Điều này có thể hiểu theo hai cách. Hoặc là do thiếu hụt bên trong nên người ta cố gắng làm cho cái bên ngoài phát triển, hoặc là do chỉ tập trung phát triển cái bên ngoài mà bỏ qua cái bên trong. Dù sao thì chúng ta cũng cần phải nhìn lại tình trạng tu tập và hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam hiện nay, và cần chú trọng trở về với mục đích và lý tưởng thật của việc tu hành, của đời sống xuất gia. Khi đọc về việc xuất gia, tu hành thời Đức Phật, chúng ta thực sự hâm mộ và yêu thương cuộc sống ấy biết mấy. Sau khi xuất gia cho một vị nào đó, Đức Phật đã dạy họ phương pháp tu tập. Vị đệ tử ấy dâng lời Đức Phật đã lựa chỗ thanh vắng tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bà tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm để thực tập pháp ấy cho đến khi giác ngộ. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cũng có thể làm được việc đó nếu như chúng ta đủ can đảm bỏ bớt đi những thành công bên ngoài, đủ dũng khí, xả ly tiền tài vật chất, danh vọng, địa vị. Một vị thầy sau khi xuất gia cho đệ tử, ngoài việc dạy quay nghi tế hạnh của người xuất gia, thì điều quan trọng là phải định hướng, hướng dẫn con đường tu hành, cũng như tạo điều kiện cho đệ tử tu hành để đạt được mục đích chân chính của người tu, tức là giác ngộ như Đức Phật đã từng làm. Như đã đề cập ngay từ đầu, chúng ta đi tu không phải để đi tìm việc làm, mà là đi tìm sự giác ngộ. Chúng ta bỏ cả cuộc đời mình vào chùa ở không phải chỉ để chuyển từ bán hủ tiếu mặn sang bán hủ tiếu chay. Việc làm thì có giới hạn nên sẽ có nhiều người bị thất nghiệp, nhưng tu hành để giải thoát là việc mà ta có thể làm cả cuộc đời. Giáo pháp của Đức Phật là để tu chứ không phải để làm việc, và cũng chỉ có tu chứ không phải rao giảng suông mới làm cho giáo pháp của Đức Phật sống động giữa cuộc đời. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập thiền định, chớ có phóng dật,
chớ để hối hận về sau. Mong sao những lời dạy tha thiết của Đấng Từ Phụ không chỉ là cái đẹp nằm trên những trang kinh. Hiện tượng thường gặp khi niệm Phật và cách khắc phục. Khi xuất hiện những hiện tượng thường gặp khi niệm Phật, chúng ta xem nó như là điều tất nhiên xảy ra. Và điều quan trọng là tìm cách từng bước loại bỏ dần để bản thân định tâm hơn. Không phải lúc nào chúng ta thực hành niệm Phật cũng có thể hoàn toàn tập trung. Có một số hiện tượng thường gặp khi niệm Phật nói chung hoặc hiện tượng lạ khi trì chú Đại Bi nói riêng. Có thể kể đến như hôn trầm, tán loạn, vô ký, phan duyên. Nếu không thể tìm cách khắc phục càng sớm càng tốt thì lâu dần chúng ta cảm giác sợ hoặc lười niệm Phật. Hôn trầm. Hôn trầm là hiện tượng thường gặp khi niệm Phật. Lúc này tâm mờ mịt như buồn ngủ. Có hai loại. Tâm thức tự nhiên lờ mờ, còn biết niệm Phật nhưng không sáng tỉnh, thỉnh thoảng đầu bị gục. Đây là hôn trầm do khí hỏa hư trong người tăng lên, lấn át tinh thần. Lúc này bạn nên niệm ra tiếng liên tục và hơi nhanh để buộc bản thân tập trung hơn. Đó là dùng sự cử động của bên ngoài để điều hòa giải trừ khí hư. Tâm có vẻ hơi mỏi, khởi niệm gượng gạo, thỉnh thoảng bị ngáp hơi, ngồi lâu muốn ngủ, trạng thái này diễn biến càng lúc càng nhiều. Đây là hôn trầm do thiếu hăng hái tinh tấn. Lúc này bạn nên mặc nhiên và niệm nhanh, có thể động môi để kích thích tinh thần. Nhờ bắt tâm khởi niệm nhanh nên tinh thần mới phấn chấn tươi tỉnh. Tán loạn cũng có hai loại. Trong lúc niệm, tâm trí chúng ta vẫn đi lang thang, cũng là một trong những hiện tượng thường gặp khi niệm Phật. Thực ra tâm tán loạn là do quá nhiều sự bận lòng với cuộc sống xung quanh. Cũng có thể do sự nóng nảy vì Phật ý, hoặc đơn giản là khi niệm Phật, bạn lại niệm gấp gấp nên ngồi lâu tim nóng mới bị tán loạn. Gặp trường hợp này, bạn nên niệm ra tiếng một cách chậm rãi, thông thả, có thể ngân nga. Như thế tâm sẽ trở nên dịu mát và an bình. Nếu tinh thần vẫn an bình nhưng tâm thức thỉnh thoảng lại khởi nhớ việc này việc nọ, mặc dù biết được vọng niệm nhưng không tránh khỏi sự duyên theo hoặc khó dừng nó, và mỗi khi vọng niệm thì ngưng niệm Phật. Đây là do hành giả thiếu chủ tâm, không tập trung vào câu niệm Phật nên thói quen dịch chuyển của tâm thức mới có dịp khởi động. Lúc đó chỉ cần tập trung lắng nghe tâm niệm, nghe từng tiếng từng câu rõ ràng thì đối trì được. Phan duyên và du ký. Phan duyên là thói quen tâm ưa rong ruổi bên ngoài, cũng là loại động loạn, nhưng có điều nó lặng lẽ. Như ngồi niệm Phật mà tai lắng nghe người ngoài nói chuyện hoặc mắt theo dõi cảnh vật xung quanh, tức là năm thức duyên theo năm trần cảnh. Đây là nguyên nhân làm công phu bị gián đoạn và mất chánh niệm. Có thể bạn không biết, tưởng mình không vọng niệm rồi chẳng lo đoạn trừ, lâu ngày thành thói quen nặng. Ngồi niệm Phật mà vẫn lắng nghe chuyện xung quanh mình, tu nhiều mà tâm không định. Du ký là một thái cực đối lập với phan duyên, tức là tâm thức biến mất, hành giả ngồi niệm Phật đến một lúc tự nhiên không nhận biết gì cả. Quên niệm Phật như người chết có khi trải qua hàng giờ. Nếu không biết lại cho là được định tâm, đắm thích theo nó khiến uổng phí thời gian. Để khắc phục hiện tượng tâm phan duyên và du ký này, bạn có thể khởi niệm Phật rõ ràng từng niệm 3 câu hay 5 câu, 10 câu cho liên tiếp rồi ngừng khoảng 2 giây. Sau đó khởi niệm trở lại 3 hay 5, 10 câu liên tiếp nữa, rồi lại ngừng, ngừng rồi lại niệm. Cứ như thế mà hành trì niệm Phật, vừa niệm vừa lắng nghe, kiểm soát rõ ràng. Thực hành như vậy, tâm sẽ tập trung mạnh mẽ. Cần biết thêm là trừ tâm phan duyên thì niệm ra tiếng, còn đoạn vô ký thì niệm thầm. Dù niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều kiểm soát ghi nhận rõ ràng từng đợt mấy câu.
Sở dĩ trường hợp Phan Duyên đuổi theo Cảnh thì Cảnh do mình để kéo về mới kết quả và đoạn tâm vô ký là ý thức chìm mất. Vì vô ký là ý thức hay chìm mất nên bắt ý thức làm việc và kiểm soát nó thì nó sẽ không mất nữa. Đó là khái quát cách đối trị các bệnh hôn trầm tán loạn Phan Duyên và vô ký. Tuy nhiên, bạn cũng nên hiểu rằng khi cơ thể mệt mỏi, suy kém do làm việc nhiều hoặc bệnh tật cũng thường gây ra các chứng bệnh ấy. Trường hợp này nên nghỉ ngơi để bồi dưỡng cho thân được điều hòa, không nên gượng ép, công phu vô ích. Khi niệm Phật đã thành thạo, tiếng Phật không mất mà vẫn phát động đều đặn, tâm an bình, tỉnh táo, nghe rất rõ ràng. Nơi tâm tự nhiên sinh khởi các ý tưởng, vọng động kèm theo câu Phật hiệu của mình. Đây là do tâm đạt đến chỗ bình lặng, làm lưu xuất các chủng tử trong tạng thức. Trường hợp này không cần quan tâm, cứ chú ý câu Phật hiệu của mình. Các chủng tử được lưu xuất ấy lần lần bật dứt, sẽ trở lại sự trong sáng tự nhiên nơi tâm. Ngoài ra, khi tâm đã có phần khó tập trung bởi hôn trầm tán loạn, thì cố gắng tập thường xuyên lặng lẽ niệm Phật. Vì còn niệm ra tiếng, tâm tức còn duyên ra bên ngoài. Sức quán chiếu nội tâm còn yếu, và khi đối cảnh khó chịu được câu niệm liên tục, không gián đoạn, lại hao nhiều sức khỏe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử và các bạn, theo lời Phật dạy, trước hết phải nói đúng lúc là điều rất quan trọng. Vì nói không đúng thời, chẳng những không có kết quả, mà còn phản tác dụng, mang lại sự tai hại không nhỏ. Kế tiếp là phải nói thật. Vì mọi điều dối trá sẽ dẫn đến hậu quả tệ xấu, khó lường. Ngoài ra phải nói lời nhẹ nhàng, nhu hòa, vì sẽ có tác động sâu sắc đến người nghe. Và điều quan trọng hơn cả là lời nói phải xuất phát từ tình thương, chân thật, chắc chắn mang đến niềm an lạc cho mọi người. Điển hình như lời từ ái, bao la của Đức Phật đã chuyển hóa tâm sát hại của vô não, khiến ông ta liền buông dao, xin làm đệ tử của Phật. Hay là lời từ ái của Đức Phật đã nhẹ nhàng dập tắt được ngọn lửa thù hận, chết chóc, sắp sửa bùng cháy của hai đạo binh. Tóm lại, đệ tử của Phật phải cần nỗ lực thể hiện lời Phật dạy trong cuộc sống hàng ngày, tịnh hóa khẩu nghiệp bằng cách không nói lời thô ác, không nói lời bịa đặt để gây đau khổ cho người, mà phải luôn nói lời thiện lành, mang lại lợi ích an lạc cho mình và cho nhiều người. Được như vậy, lời nói trong sự giao tiếp giữa mọi người trên cuộc đời này sẽ tạo nên môi trường sống thương yêu, hiểu biết, hòa hợp, an vui. Đó là những nội dung xung quanh lời Phật dạy. Có một kiểu lời không nên nói và một kiểu lời nên nói ra. Làm được, con người sẽ tích thêm phúc đức cho bản thân. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Thứ nhất là những lời không nên nói. Có một hôm, một vị đại thần thuộc tầng lớp Bà La Môn của đất nước Magadha, một đế quốc hùng mạnh ở miền đông Ấn Độ từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, đến Trúc Lâm Viện ở thành cổ Savatthi để thăm Đức Phật. Vị đại thần này nói với Đức Phật rằng ông ta là người như thế này: phàm là những thứ tôi tận mắt nhìn thấy, tôi đều có thể miêu tả lại một cách chuẩn xác. Phàm là những lời tôi tận tai nghe được, tôi hoàn toàn có thể trừng thuật lại toàn bộ những gì đã nghe. Phàm là thứ tôi cảm nhận được, tôi đều có thể nói ra hết dựa theo những gì đã cảm nhận được. Từ trước đến giờ chưa bao giờ sai. Đức Phật không hoàn toàn đồng ý với những gì vị đại thần này nói. Người khai thị vị đại thần: ta không nói đại thần nên hay là không nên nói ra hết tất cả những gì ông nghe thấy hay là ông biết. Nếu như nói ra tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, những gì ta biết mà khiến cho những điều bất thiện tăng lên và những điều thiện giảm đi, vậy ta sẽ không nói.
Ngược lại, nếu việc đó có thể làm cho những điều bất thiện giảm đi và những điều thiện tăng lên, ta sẽ nói ra. Tương tự như thế, những điều nghe thấy hay những điều cảm nhận được cũng vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn từ hành động hay không? Có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta tích thêm phúc đức. Ngược lại, nói ra sẽ khiến con người tạo khẩu nghiệp, mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây ra tai họa cho người nói. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, điều ta cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì thì nên không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí là rước họa vào thân. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, nếu nói chuyện với nhau, chúng ta hay để cuộc nói chuyện trở nên có ý nghĩa, chất lượng, bớt những chuyện ngồi lê đôi mách chẳng mang lại điều gì tích cực cả. Về sự vô tranh, có một ngày nọ, đệ tử của một kiền liên và học tăng của Ananda nói chuyện với nhau. Hai người thỏa thuận với nhau sẽ cùng đồng thanh tụng kinh Phật, xem ai tụng hay nhất, tuyệt vời nhất. Các tỳ kheo khác chứng kiến cảnh này đã kể lại với Đức Phật. Đức Phật gọi một vị tỳ kheo khác đi mời hai người này tới giảng đường. Sau khi hai người tới trước mặt Đức Phật và cúi lại người, Đức Phật mới hỏi, có phải hai người đang bàn nhau cùng tụng kinh so xem ai tụng hay hơn hay không? Hai người đồng thanh đáp, vâng, thưa Đức Phật. Đức Phật nói, lẽ nào các ngươi chưa từng nghe ta răn dạy sao? Nếu tỳ kheo có lòng hiếu thắng, có lòng ganh đua, thì có khác gì những người ngoại đạo? Phật Pháp có thu phục, có giáo hóa. Khi các tỳ kheo thụ Pháp, mọi hành động, lời nói cần phải tương ứng với kinh, luật. Nếu không, sẽ nói lên lòng hiếu thắng, làm sao hóa độ chúng sinh. Đức Phật khai thị thêm, tụng nhiều kinh chưa chắc là đã tốt nhất, giống như đếm bò mà mình chẳng có con nào, đó thực sự không phải điều tỳ kheo nên học. Học đạo quan trọng nhất là chấp hành và thực hiện ý nghĩa của Phật Pháp mà mình đã học được. Bởi vậy mới nói, tụng hàng ngàn cuốn kinh nhưng không hiểu ý nghĩa nằm ở đâu, chẳng bằng nghe một câu mà có thể chấp hành đắc đạo. Tụng hàng ngàn câu đạo lý nhưng không thể thông suốt, chẳng bằng thực hiện lời nhắn nhủ trong một câu nói hay, từ đó có được sự giải thoát. Cho nên mới nói, một đại trượng phu thực thụ, trí tuệ hơn người, có thể đánh thắng 100.000 kẻ địch nông cạn. Nếu muốn chiến thắng bản thân, nhất định phải tu luyện chính kiến của mình. Thế nên các tỳ kheo, từ nay về sau đừng có hiếu thắng, mà so bì, thi thố, tranh giành lẫn nhau. Nếu như còn hiếu thắng, ganh ghét nhau, hãy dùng Phật Pháp để đoạn tuyệt phiền não và những điều còn lăng tăng. Này hai tỳ kheo, các ngươi cũng nên tu hành như vậy. Hai tỳ kheo sau khi được Đức Phật khai thị, họ ngay lập tức đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu lên chân Đức Phật và xin được hối lỗi, phát nguyện. Từ nay về sau, quyết không phạm lỗi, chỉ mong Đức Phật từ bi chấp nhận sự hối lỗi. Đức Phật nói, trong Phật Pháp, Pháp tôn quý nhất chính là ăn năn hối cải. Ta chấp nhận sự hối lỗi của hai người. Đức Phật quay người lại nói với các tỳ kheo khác. Việc lần này có thể coi như một bài học để mọi người học tập. Các ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Lời bình trong câu chuyện này là vô tranh tức là đức tính tốt đẹp của người tu hành. Vô tranh khi tu hành có thể giúp chúng ta ngăn chặn được những phiền muộn do ba yếu tố tham, sân, si gây ra. Trí tuệ vô tranh chấm dứt phiền muộn của con người, đó là bản lĩnh tu hành mà chỉ Đức Phật và
A-la-hán mới có. Tiếp theo sau đây là 20 lời Phật dạy về việc ăn nói nhiều người không biết dễ phạm lỗi. Phật dạy, muốn sống có phúc báo, để lại hậu vận tốt cho con cháu, thì hãy nhớ những điều sau để tự răn dạy lấy chính mình. Trong cuộc sống này, không phải ai cũng có thể sẵn lòng làm việc gì tốt cho người khác, nhưng lại rất dễ nói ra những lời khó nghe với người xung quanh. Họ hoàn toàn không biết rằng chính những lời nói đó càng khiến cho cuộc sống của mình có nhiều trở ngại hơn. Những người có vận mệnh tốt chính là biết ăn nói chừng mực. Mỗi lời nói đều thể hiện bản thân là người có đạo đức. Lời nói của họ luôn chân thành, giữa tâm lý động viên và khích lệ người khác. Thứ nhất là nói năng, đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. Thứ hai, việc chưa xảy ra, không nên nói linh tinh. Thứ ba, nếu ta không thích người khác nói lời thô ác với mình, thì người khác cũng như thế. Vậy thì tại sao ta lại nhục mạ họ? Thứ tư, một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay. Nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm thì anh ta mới thực sự được gọi là khôn ngoan. Thứ năm, lời nói có sức mạnh vừa phá quỷ vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới này. Thứ sáu, làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Người đầu lượng, rộng rãi, có thể bao dung người khác. Không nên làm gì, nói gì cũng làm đến tận tuyệt cùng cực. Thứ bảy, ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng của chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng quyền rủa họ, tâm của bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hãy nghĩ là họ chính là thiện tri thức của mình. Thứ tám, người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân, khẩu, ý. Họ thực sự kiểm soát rất tốt điều đó. Thứ chín, hứa hẹn là một loại chấp niệm. Cả đời đa tình là phúc hay họa đều khiến đôi bên đau khổ. Thứ mười, đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá. Như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 11. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để mà đắp vào. Cần gì phải khổ như vậy? 12. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. 13. Nói chuyện phô trương. Cái bản thân có, người khác không hưởng nhờ. Cái bản thân có, không biết chừng người khác còn có cái tốt hơn. 14. Nói chuyện nặng nề. Nhân sinh nhiều muộn phiền, ai cũng muốn nhẹ nhõm. Đừng khiến ai cảm thấy gánh nặng vì lời nói của mình. Không nói được lời hay, hãy lấy im lặng là vàng. 15. Đánh giá học vấn. Kiến thức mênh mông như biển, mà hiểu biết của con người chỉ là một giọt nước. Sao tự nhận mình là biết hết mà đánh giá người khác? 16. Đánh giá gia đình. Gia đình với ai cũng thiêng liêng như nhau. Tôn trọng gia đình người khác cũng như tôn trọng gia đình mình. 17. Đánh giá đức hạnh. Mỗi người có những phẩm chất riêng, là tốt hay xấu, cao quý hay là thấp hèn. Hãy để tự mỗi người cảm nhận. 18. Đúng lý cũng không cần đoạt tận. Hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống. Đây cũng là lưu được chút khoan dung cho mình. 19. Tài năng đừng quá ngạo mạn. Hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống. Đây cũng là lưu chút đức khiêm hư cho mình. 20. Biết rõ về một người, không cần nhất thiết phải từng nói. Hãy lưu lại cho người ta 3 phần khoảng trống. Đây cũng là lưu lại chút khẩu đức cho mình. Trong Phật giáo, phước báo được tạo nên thông qua việc thực hành
những đức tính cao quý như từ bi, từ tâm, nhẫn nại, biết ơn và sự khiêm nhường. Khi chúng ta rèn luyện những đức tính này trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đang chế ngự và làm sáng tỏ tâm trí, từ đó mang lại phước báo cho bản thân và xung quanh. Phước báo trong Đạo Phật không chỉ là niềm vui và an lạc cá nhân, mà còn lan tỏa đến cộng đồng xung quanh. Khi chúng ta áp dụng lòng từ bi và nhân ái trong hành động của mình, chúng ta đóng góp vào sự hòa hợp và hạnh phúc chung. Phước báo giúp chúng ta tạo dựng một cộng đồng tốt đẹp, nơi mọi người sống với sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Đức Phật tiết lộ những dấu hiệu sắp hết phước, tìm ra lý do gốc rễ khiến gia đình lục đục làm ăn thua lỗ. Phước báo là những kho báu tâm linh mà Đạo Phật mang đến cho chúng ta. Nó không phụ thuộc vào sự giàu có vật chất hay danh vọng ngoại vi, mà nằm trong việc nuôi dưỡng và phát triển tâm hồn và phát triển lòng từ bi. Ta khám phá được sự bình an và niềm vui sâu thẳm trong chính mình. Nhận ra những dấu hiệu sắp hết phước này, cần tìm cách sửa đổi tâm tính. Ngược lại, nếu bạn ngó lơ, xem như không có, sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói, túng quẫn, vô cùng khổ sở. Một, thất bại liên tiếp. Mối quan hệ giữa IQ và tiền bạc không giống như cách chúng ta vẫn nghĩ. Chính điều đó đã gây ra những lầm tưởng khiến ta thoát nghèo. Thông minh không đảm bảo cho cuộc sống giàu có, mà là lộc của mỗi người. Đó là lý do chúng ta hay nói một người nào đó giàu là do may mắn, nhưng hiểu sâu hơn thì ta sẽ biết rằng họ có nhiều phước lộc. Thế nên, một người nhiều phước làm ăn đâu cũng trúng, càng ngày càng ăn, làm ra. Ngược lại, người ít phước thì chăm chỉ, vất vả nỗ lực rất nhiều nhưng cũng không giàu nổi. Nhưng bên cạnh đó, nếu trước đây làm ăn tốt nhưng nay liên tục thất bại, thua lỗ thì nên thận trọng. Có thể bạn đang sắp hết phước rồi đấy. Nếu việc kinh doanh trước đây đang tốt, nếu ra giàu nườm nượp nhưng giờ vẫn mặt hàng đó, thế mà suốt một thời gian dài lại xảy ra tình trạng thi thoảng mới có khách ngó tới, thì là một trong những dấu hiệu sắp hết phước mà bạn không nên bỏ qua. Sự thật là nếu một người phước dày, buôn bán, làm ăn gì cũng có thuận lợi, bạn sẽ gặp được rất nhiều con đường kiếm tiền, thân tay gõ cửa, thậm chí cũng chẳng cần vất vả hay bận rộn quá nhiều. Phước lộc sẽ có lúc cạn nếu không biết cách bồi đắp thêm. Thế nên, không ít người làm ăn phát đạt suốt 3 năm đầu, nhưng năm thứ tư bắt đầu xuống dốc. Lúc này lại đổ tại khách hàng khó tính, đơn vị gửi hàng cho mình gian manh. Họ không để ý rằng vận may đang bắt đầu cạn dần. Người ta thường nói, người trong cuộc hồ đồ, người ngoài cuộc sáng suốt, nghĩa là chính ta không nhận ra vấn đề của mình nên mới không sáng tỏ. Thế nên cứ liên tục phạm sai lầm mà không hay biết. Bề ngoài có vẻ như do bất cẩn nên phạm sai lầm, nhưng thực tế thì vô số việc dù bạn hết sức thận trọng, tính toán trước sau nhưng vẫn không tránh khỏi phạm sai lầm. Ví dụ, ban đầu bạn lưỡng lự không muốn chi tiền đầu tư vào dự án này, nhưng không hiểu sao lúc đó bạn cứ đâm đầu vào. Bạn không muốn nói ra một chuyện gì đó, nhưng tâm trí lại không khống chế được mà nói ra gây mất lòng xích mích. Các quyết định sai liên tục xuất hiện khiến bạn hoang mang vô cùng. Thực ra đó là lúc phước cạn, chứ không phải do bạn không khôn ngoan nhanh trí. 2. Sinh tật. Bỗng nhiên sinh tật cũng được xem là một trong những dấu hiệu sắp hết phước của một con người. Có thể người trong cuộc không nhận ra vì những cái tật nhỏ ban đầu không rõ ràng. Thế nhưng, chúng đang mỗi ngày một lớn lên trong bạn. Nếu không tỉnh ý để loại bỏ sớm, thì tật đó rất lớn,
nguy cơ, hiểm họa gì thế đang rình rập để gây rắc rối cho bạn. Dĩ như có người đang ăn nên làm ra gia đình hạnh phúc, nhưng trong các cuộc vui lại được giới thiệu tài vịnh, ban đầu chỉ để cho vui, nhưng theo thời gian vì quen thói nên sau này lại thích có thêm bồ bịch để làm cuộc sống thêm phần rộn ràng. Thế nhưng một người đang sống vợ chồng con cái hạnh phúc, tự nhiên lại muốn có thêm nên yêu đương ngoài luồng, ngoại tình chỉ để cho vui mà không biết rằng họa đang đến gần. Hay không thiếu người khó khăn thì chung tay cùng vợ con làm ăn nỗ lực, nhưng khi giàu có, sung sướng lại muốn cười nới, tìm cảm giác lạ bên ngoài. Có thể họ nghĩ đơn giản rằng bản thân đang đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình, nhưng lại không nhận ra rằng việc sinh tật này báo hiệu ruộng phước của họ đang đến đoạn khô cạn do không được bồi đắp. Họ mãi đuổi theo những mong cầu của bản thân mà không quan tâm tới bất kỳ lợi ích của người khác, thì theo nhân quả cũng không nhận về được điều gì tốt đẹp. Không ít đại gia sau khi bỏ vợ thì bị bồ bỏ hoặc lừa gạt tiền nong, làm ăn đổ bể, cuộc đời xuống dốc. Từ đó những người cho dù rất tốt bụng, chăm chỉ nhưng bỗng dưng có thêm nhiều tật xấu thì không lâu sau họ sẽ suy sụp từ tinh thần đến vật chất và nhu cầu của cuộc sống. Thế nên hãy thận trọng. 3. Ốm đau triền miên. Người xưa có câu, khi bạn không may mắn, ngay cả uống nước cũng sẽ bị mắc nghẹn. Thế nên, nếu có dấu hiệu cứ đau ốm liên miên khiến bản thân không thể nào tập trung làm việc được, đó cũng là một trong những dấu hiệu xấu mà bạn cần đặc biệt quan tâm. Xuống cấp sức khỏe không chỉ đơn giản là bị bệnh thì phải uống thuốc hay chữa trị ngay, mà nguyên nhân gốc rễ ở chỗ phước đang cạn dần mà bạn không hay biết. Thế nên uống thuốc chỉ là phụ, việc chính là phải tích đức hành thiện, làm càng nhiều việc tốt càng tốt. Hầu hết chúng ta chữa bệnh sai nên chỉ chữa được cái vấn đề ở hiện tại bề ngoài, chứ không chữa tận gốc. Cuối cùng là bệnh tái đi tái lại, hoặc thậm chí còn có thêm bệnh mới nặng hơn. Lúc đó ta chỉ biết đổ tại mình xui, chứ không thể giải thích nổi cho dù bản thân cố gắng sống lành mạnh, ăn uống, ngủ nghỉ khoa học, mà đúng là xui thật, vì vận may đã hết sạch mà không biết, không tìm cách để cải tạo ruộng phước của mình. Thậm chí có một số người xui xẻo đến nỗi đi bộ cũng bị xe đâm vào người, ăn cũng bị mắc nghẹn dẫn đến tử vong. Cho nên đừng xem thường những cái xui nhỏ mình đang gặp, mà nên tỉnh táo thay đổi lối sống. Đúng là vạn vật trên đời đều có số mệnh, không chỉ sống thuận theo tự nhiên mà còn phải biết chăm chỉ tích phước để lúc họa còn có thể tự cứu lấy mình. Còn nếu không, lúc đó cầu trời hay khấn Phật cũng không được gì nữa rồi. Chúng ta có quan điểm rất chung chung rằng cúng dường cho Phật sẽ nhận phước báo, nhưng đó mới chỉ là xuất phát từ cái tâm nhỏ hẹp, thiếu tầm nhìn xa trông. 4. Tiêu cực khó chịu. Nếu lúc nào cũng lạc quan tươi vui, luôn thấy mọi người xung quanh hiền hòa, vui vẻ với mình, nghĩa là ta đang có phước. Ngược lại, nếu trong lòng hay bất an, tiêu cực, nhiều người chơi xấu, tìm cách hãm hại, nhìn xung quanh ai cũng là kẻ xấu, thì không chỉ dừng lại ở việc đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình, mà còn là do bản thân đã sắp hết phước. Nhiều điều khiến tâm trạng không tốt cũng đồng nghĩa với việc phước đức đang dần cạn đi theo thời gian. Hãy nhận diện rằng nếu một thời điểm mà trong lòng bạn luôn nghĩ xấu về người khác thì bản thân đang trong giai đoạn hết phước rồi đó. Một người sắp hết phước cực kỳ tiêu cực, họ không thích khen ngợi cho thành công của người khác, ghen tị với ai đang hạnh phúc hơn, thậm chí họ còn tìm cách đi nói xấu, vu khống cho một cá nhân, chê người ta
là làm giàu bất chính, ăn chặn tiền từ thiện, trong khi bản thân chẳng làm được gì cho người khác. Nhìn chung, người sắp hết phước hay ưa thích hoặc dễ bị thu hút với những việc xấu, bất thiện, thay đổi tính nết, tham lam, giận hờn, ai mê, kiêu ngạo, dễ giao du với bạn xấu, tầm thường có ý xấu, cố ý chê bai xã hội, người có đạo đức hơn mình. Nếu nhận thấy bản thân đang có dấu hiệu này thì nên sớm tìm cách sửa đổi, chọn bạn mà chơi, tránh xa người xấu, chọn người sống lương thiện, chăm chỉ, tu chí, làm ăn mà giao lưu. Bên cạnh đó, đừng quên giúp đỡ người khác, chăm chỉ, làm việc thiện, giúp người, giúp đời. 5. Mối quan hệ bất ổn. Bạn chẳng thể nào an tâm mà làm ăn, kiếm tiền nếu gia đình bạn lục đục, nội ngoại, mâu thuẫn xảy ra liên miên. Thế nên, một người bị mọi người xung quanh xa lánh, gia đình đang không hạnh phúc, thì cho dù giàu có, họ cũng vẫn thấy cô đơn buồn tủi. Họ thường có xu hướng dùng tiền để bù đắp khoảng trống trong lòng, để mua niềm vui vì cho rằng có tiền là có tất cả. Cuối cùng lại dễ sa đà vào những tệ nạn xã hội. Đó là chưa kể đến khi phước đã cạn thì giận đen ập đến ngày càng nhiều, sẽ mang tới vô vàn vấn đề và mâu thuẫn cùng lúc phát sinh, khiến cho người ta trở tay không kịp. Không chỉ dừng lại ở việc giảng hòa trong gia đình, mà bạn còn phải hướng tâm tốt của mình bằng cách làm việc thiện càng nhiều càng tốt. Vậy nên, chỉ cần thấy dấu hiệu gia đình bất ổn thì tìm cách để tạo phước lành tới nhiều người khác hơn. Khi bạn gieo nhiều nhân tốt đẹp cho mọi người thì bạn mới mong có thể cải thiện được các mối quan hệ xung quanh mình. 6. Lãng phí. Mỗi hạt cơm trong bát chúng ta ăn hàng ngày tưởng đơn giản nhưng vô cùng đáng quý, vì chúng đã phải trải qua bao nhiêu mưa nắng với công sức của bao nhiêu người, từ người thu hoạch cho đến đóng bao bì, vận chuyển, nấu nướng mới có thể nằm trên bàn ăn của chúng ta. Thế nhưng, ta vẫn lãng phí, ăn uống thừa mứa hay dứt bỏ chúng đi là rất đáng tội. Đó mới đơn giản là hạt cơm, còn những thức ăn khác mà để thừa thì càng không nên chút nào. Một người dù đang sống trong sung sướng mà lãng phí thì lối sống ấy không kéo dài lâu, vì họ đang lãng phí phước báo của chính mình mà không hề hay biết. Hành động lãng phí đồng nghĩa với sự vô ơn, không biết trân trọng những gì mình đang có. Thế nên, theo thời gian mọi thứ sẽ quay lưng với chúng ta. Lúc này, việc làm ăn cũng không thuận lợi, thường thiếu trước hụt sau. Trong khi đó, một người sống tiết kiệm thì cuộc đời không bị thiếu thốn, luôn được no đủ. Vì thế, hãy thực hành lối sống tiết kiệm mỗi ngày. Không bỏ đi những gì vẫn còn có thể sử dụng được. Hãy trân trọng từng món đồ mà mình đang sở hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.